Xin chào tất cả các bạn thân mến, ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần video clip này. Tại sao mà chị lại quay một cái video clip bất ngờ như thế này? Bởi vì ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với team học văn chị Hiên. Các bạn biết không, chị hiểu được cái cảm giác của các em đã cực kỳ chờ đợi cái khóa học miễn phí này dành cho chúng ta. Và đã có rất là nhiều bạn dậy từ sớm trông chờ cái phần đăng ký này và hy vọng rằng là mình sẽ có một cái tấm vé để học cùng với chị Hiên miễn phí trong 7 ngày với 6 cái đề trọng tâm cùng với nhau, đúng không? Nhưng mà đã có rất là nhiều bạn cảm thấy cực kỳ là hụt hẫng bởi vì là mình đã không thể nào mà nhanh tay kịp bằng các bạn khác, mặc dù mình đã rất là cố gắng rồi, hoặc là vì một cái lý do khách quan nào đó mà các bạn không thể đăng ký được cái khóa học miễn phí này. Hiểu được tâm trạng của các bạn, ngày hôm nay chúng ta đã cùng với nhau đi qua rất là nhiều những cái cảm xúc hồi hộp, lo lắng. Và các em đã thực sự rất nỗ lực với một cái mong mỏi duy nhất là có thể học văn cùng với chị Hiên. Và chị cảm thấy cực kỳ hạnh phúc về điều này. Như chị đã nói, video clip này sẽ là một cái lời cảm ơn từ chị, từ team học văn chị Hiên gửi đến các bạn. Rất là vui bởi vì các em đã lựa chọn tin tưởng học văn chị Hiên và đã đồng hành cùng với chị trong suốt chặng đường vừa rồi. Chính vì thế mà ngày hôm nay ở trong phần video clip này, chị sẽ mang đến cho các bạn một cái thông tin cực kỳ là nóng hổi và bất ngờ. Chị hy vọng là cái thông tin này sẽ lan tỏa niềm vui và hạnh phúc đến các bạn. Đó là chị xin được công bố chính thức. Đó là tất cả các bạn ngày hôm nay khi mà đã hoàn thành các bước và nhắn tin về cho fanpage ở trong buổi trưa và buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ đều được tham dự lớp học miễn phí cùng với chị. Được không nào? Chị không biết là cái thông tin này thì có khiến cho các bạn vỡ òa hay là không. Nhưng mà chị nghĩ là chị nên làm điều này. Vì các em đang thực sự cần chị ấy. Và các bạn đang thực sự mong muốn team học văn chị Hiên có thể giúp đỡ các bạn ở trong hành trình phía trước. Không có lý do gì mà các bạn đưa tay cho chị mà chị lại không nắm lấy cả. Thế nên là chị hy vọng là với cái sự thay đổi quyết định này của chị thì các bạn đã đăng ký được sớm cũng sẽ không cảm thấy là bất công, mà hãy cảm thấy chúng mình cùng vui. Bởi vì là những người bạn của mình cũng đã có được một tấm vé và hãy vui về điều đó. Đây là khóa học miễn phí, nhưng mà tất cả những gì mà team học văn chị Hiên đem lại cho các bạn đều sẽ là những điều giá trị. Và chị mong là các em sẽ trân trọng cái giá trị này. Được không ạ? Chị mong là các em sẽ trân trọng giá trị này. Chúng mình sẽ sớm quay trở lại với nhau thôi, đừng lo. Và chị hẹn các bạn hãy chuẩn bị thật là sẵn sàng mọi thứ để chúng ta gặp nhau ở trong cái khóa học miễn phí này. Chúng ta sẽ coi như đây là một cái khóa học để tập dượt. Chúng ta chuẩn bị bước vào kỳ thi gian khổ nhất và hy vọng khóa học này sẽ mang lại may mắn cho tất cả chúng ta, các bạn nhé. Còn bây giờ thì các em hãy vui vẻ trong cái niềm vui và niềm hạnh phúc cuối ngày mà chị đem lại cho các bạn. Và nếu như mà cảm thấy là chị Hiên đã đưa ra một quyết định đúng đắn thì hãy like và share phần video clip này giúp chị nhá. Và bình luận một cái câu nào đấy để ủng hộ cho team học văn chị Hiên. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúng mình sẽ sớm quay trở lại với nhau và sớm gặp nhau ở trong khóa học miễn phí cùng với các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Chúng ta cùng cố gắng ở trong giai đoạn cuối này nhá. Chào yêu. Bye bye.